kỳ thư, tay vòng đeo hình tùy hư, linh vật thờ là con quỷ dữ, sống không ngại thiên địa hư. Danh tôi ghi trong kỳ thư, tay vòng đeo hình tùy hư, linh vật thờ là con quỷ dữ, sống không ngại thiên địa. Nhìn về Giang Sơn, chí khí nam nhi không hổ danh trong thiên hạ, nên tôi quyết lòng mình phải ngang tàng hơn. Xuất thân là một thằng nhóc làm thương gia, chịu nhiều khổ cực biết đời không thương ta. Có thù phải trả còn giúp tao xin ra tạ, nếu mày muốn nghe hết thì phải cùng tao vươn xa. Tao học cách tồn tại và đứng lên, lấy khăn lau nước mắt và tao buộc ở ngang đầu. Chẳng cần thiết mà đấu khẩu với tụi mày để làm chi, nó chỉ khiến tao phải khang hầu. Trên lầu cao tao đeo cái vòng mão, lên quan nói chuyện với đồng bào. Xong việc xong đi tiệc với trưởng lão, rượu cây mồi ngon ngắm mấy con hồng đào. Biết là mày vẫn đang còn thắc mắc tại sao tao lắm chí và đa mưu, bởi vì tao là con cháu người họ Nguyễn mà cứ lấy sử thi ra mà tra cứu. Dẫu ghét tao nhưng mà chỉ là tầm phu, muốn được kết thân nhưng mình không là bằng hữu. Nhét vào khối óc mày thì biết bao lần đủ, vậy cái thằng tiểu nhân thì thôi chứ bằng ngủ. Sống trong bang tao có tính hiên ngang, và tao quyết không tham chỉ có mấy đồng vàng. Đi tới Á Đông Âu khi mình quá thân nhau, quên để mình kết chuyện sau cùng nhóm ở đồng địa bàn. Nhưng mà lòng tao lại càng kêu, Giang Sơn hiểm trở nên tao phục hàng yêu. Nam nhi chí lớn tao là đấng phong lưu, anh em tao kết nghĩa đều là đại trường phu. Danh tao ghi trong kỳ thư, tay vòng đeo hình tùy hư, linh vật thờ là con quỷ dữ, sống không ngại thiên địa hư. Danh tao ghi trong kỳ thư, tay vòng đeo hình tùy hư, linh vật thờ là con quỷ dữ, sống không ngại thiên địa hư. Thời gian cho ta sống trong đồng tiền, dù cao sang khắp trong vùng miền, mà mày luôn đi hơn thua lấy cái danh dùng quyền. Thôi bây giờ mày quên công cán đi, làm một bài nhạc thật là đáng ghi. Buốt hết nước mắt thì nãy gán mì, quyết làm những thứ mà mày đã dám nghĩ. Let go của tao đã cố mà chống chọi, đổi lấy cơ đồ chứ không phải tàn cho. Thằng đầu đạn với công không ngại khó, để cho anh em có thể ngồi bàn to. Khi quạt chân tao lướt nhẹ trên đồng cỏ, bạn sự tùy duyên mà kể không cần lo. Muốn ngồi viết nhạc ẩn mình trong phòng nhỏ, tóm lại là không có thích chuyện vòng vo. Hổ vương mình tỏa cao minh, cây to gió lớn trong danh vọng, hơi xương chắn gió hư hao hình, da vàng chính thống huyết thanh đồng, cương trì chí dũng chấn gia phong, thanh ngưng sự nghiệp uy danh tỏa, hùng bá thiên hạ đến ra đồng. Trong bang ta có tính hiên ngang, và tao quyết không tham chỉ có mấy đồng vàng. Đi tới Á Đông Âu khi mình quá thân nhau, quên để mình kết chuyện sau cùng nhóm ở đồng địa bàn. Nhưng mà lòng tao lại càng kêu, Giang Sơn hiểm trở nên tao phục hàng yêu. Nam nhi chí lớn tao là đấng phong lưu, anh em tao kết nghĩa đều là đại.